Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Cơ thể bạn nói gì để chúng ta cùng nhau lắng nghe những chia sẻ về vấn đề sức khỏe thường gặp. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng trò chuyện về chủ đề những sai lầm trong điều trị viêm đại tràng mãn tính và hội chứng ruột kích thích cùng giải pháp tối ưu từ thảo dược. Thưa quý vị, rất nhiều những người mắc bệnh viêm đại tràng mãn tính và hội chứng ruột kích thích chia sẻ rằng họ phải sống chung với hai căn bệnh này, bởi vì dù tìm đủ mọi cách nhưng mà bệnh vẫn dai dẳng tái phát. Và theo các ý kiến của các chuyên gia y tế thì nguyên nhân chính đó là do chúng ta có những sai lầm trong cách điều trị và nó khiến cho bệnh khó kiểm soát hơn bao giờ hết. Chính vì vậy mà trong chương trình ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những sai lầm mà các bệnh nhân hay mắc phải cũng như những giải pháp tối ưu để điều trị hiệu quả hai căn bệnh này cùng với phần tư vấn của các chuyên gia trong chương trình. Xin được giới thiệu tiến sĩ Vũ Thị Khánh Vân, nguyên chủ nhiệm khoa A9, Viện Y học Cổ truyền Quân đội. Bác sĩ Khánh Vân xin kính chào quý vị khán giả và chào MC, chào khách mời. Và vị khách mời thứ hai là cô Tô Thị Quế đến từ Cầu Giấy, Hà Nội. Xin chào quý vị khán giả, chào MC. Mời quý vị cùng chúng tôi theo dõi một đoạn phóng sự ngay sau đây. Từ ngày mắc căn bệnh đại tràng co thắt hay còn gọi là hội chứng ruột kích thích, cô Tô Thị Quế, 63 tuổi, mất hết sự tự tin hoặc bát vốn có. Trên gương mặt của cô luôn là sự lo lắng, buồn chồn. Cô rơi vào vòng luẩn quẩn của việc đau bụng, đi ngoài, sức khỏe suy kiệt. Ban ngày rồi cả ban đêm, lúc nào cô cũng bị căn bệnh đại tràng hành hạ tới mất ăn, mất ngủ. Mỗi lần đau, nó co cứng lại, nó nổi cục ở cái chỗ này này, chỗ bụng, phần bụng này. Rồi nó sôi ủng ục lên, rồi nó đầy bụng, nó chướng bụng như là người có chửa, rất là khó chịu. Đi ngoài đến 5-6 lần cơ, phần thì không bao giờ được thành khuôn hết, lúc thì nát, lúc thì lỏng này. Tôi không dám ăn một cái gì bởi vì là ăn cái gì là nó ra cái đấy, nên là ăn uống kiêng khem khổ sở lắm. Đặc biệt là những cái đồ như là đồ xào, đồ rán, rồi chiên, không bao giờ tôi dám đụng đũa vào cả. Ăn uống kiêng khem như thế cho nên là sức khỏe giảm sút. Nhiều năm trước, cô vẫn còn công tác ở văn phòng công chứng của thành phố, nhưng vì bệnh đại tràng bỗng trở nặng khiến cô buộc phải về hưu sớm, sống những tháng ngày mệt mỏi mà không biết tìm đâu ra lối thoát. Tôi đi khắp các bệnh viện, từ bệnh viện 108 đến bệnh viện Bạch Mai, bệnh viện Thanh Nhàn. Ở đâu người ta cũng khám và nội soi cho tôi, đều kết luận là tôi bị đại tràng co thắt. Họ kê đơn thuốc cho tôi uống, thì tôi cũng uống rất đúng theo chỉ dẫn của bác sĩ. Nó có đỡ đấy, đỡ đau, đỡ đi ngoài hơn. Nhưng mà hết thuốc rồi thì nó đau nó lại vào đấy. Và thậm chí tôi cảm thấy nó còn đau hơn á. Khổ lắm. Cái bệnh này á, làm cho tôi không dám đi đâu à. Chỉ quanh quẩn ở trong nhà thôi. Bởi vì đi đâu thì tôi lại phải mang thuốc đi. Rồi là đến nơi tôi lại phải nhớn nhác để mà tìm xem cái nhà vệ sinh ở đâu. Rất là khổ. Thật cái bệnh này á, nó hành hạ tôi mất ngủ lắm. Đâm ra là cái bệnh dạ dày rồi bệnh huyết áp của tôi nó lại trở lại. Khổ lắm. Cũng là bệnh đại tràng, nhưng bác Trịnh Xuân Dư, 69 tuổi, lại mang trong người căn bệnh có tên viêm đại tràng mãn tính. Tôi bị từ 2008-2009, cách đây độ hơn chục năm rồi. Đấy, trước hết là triệu chứng của bệnh đại tràng thì đau bụng đầy hơi và nó đau quặn lên. Coi đã đau bụng là nó kiểu như nó sủi bụng lên và là dẫn tới là phải đi ngoài ngay. Nếu mà đi ngoài nó thực cô là phân toàn lỏng ra nước thôi, ngày 4-5 lần, chả có cách gì khắc phục được. Tôi là thường xuyên lên viện 10 quân đội ở Bắc Linh khám, kết luận là viêm đại tràng mãn tính. Thì tôi tính là cũng không có hy vọng là mãn tính thì chắc không khỏi được. Hai nữa là đi khám ở cái chỗ y cao, tôi đã uống nhiều loại thuốc rồi, nhưng không ăn thua. Câu hỏi đầu tiên Hoàng Phương xin được dành cho bác sĩ ạ. Như hai bệnh nhân trong phóng sự đầu tiên của chương trình có chia sẻ là họ đã uống rất nhiều thuốc và đi rất là nhiều bệnh viện khác nhau để điều trị viêm đại tràng mãn tính và hội chứng ruột kích thích, nhưng mà tình trạng của bệnh vẫn dai dẳng và tái phát rất là nhiều lần. Vậy thì nguyên nhân là do đâu ạ? Trước khi tôi trả lời về nguyên nhân là do đâu thì chúng ta phải hiểu là viêm đại tràng mãn là gì, hội chứng ruột kích thích là gì. Viêm đại tràng mãn tức là cái tình trạng viêm đại tràng mãn tính dẫn đến tình trạng tổn thương các cái niêm mạc của đại tràng. Về mặt nguyên nhân của cái bệnh lý này ấy, thì thường nói đến chế độ
dinh dưỡng. Chế độ dinh dưỡng không được sạch có thể bị nhiễm khuẩn chẳng hạn, hoặc là ăn không chín này, uống không sôi này, rồi chúng ta thỏa hiệp với thức ăn nhanh này, hoặc là những các cái thực phẩm để ở trong tủ lạnh mà lâu ngày. Tất cả những các cái nguyên nhân về chế độ ăn uống đấy thì dẫn đến cái tình trạng tức là rối loạn cái hệ vi khuẩn ở trong đường ruột, tức là cái vi khuẩn có hại thì tăng lên và vi khuẩn có lợi thì lại bị giảm đi, và như vậy thì sẽ dẫn đến cái tình trạng là viêm đại tràng mãn. Thế còn hội chứng ruột kích thích hay còn gọi là đại tràng co thắt, nguyên nhân ấy là căng thẳng, yếu tố stress làm rối loạn cái vận động của cái đại tràng. Viêm đại tràng và cái hội chứng ruột kích thích ấy, muốn điều trị được ổn định lâu dài ấy, thì chúng ta phải tác động vào yếu tố gốc của nó, tức là cái nguyên nhân gây ra bệnh, tức là mất cân bằng giữa cái vi khuẩn có lợi và vi khuẩn có hại, đồng thời phải kết hợp với cái việc thiết chế cái chế độ dinh dưỡng. Có những sai lầm nào mà dẫn đến cái tình trạng là cái viêm đại tràng và hội chứng ruột kích thích nó cứ kéo dài như vậy và nó lại lặp đi lặp lại? Sai lầm thứ nhất tức là mình sử dụng các cái thứ thuốc chống viêm kháng sinh ấy không đúng cách, tức là có thể là chúng ta dùng cái liều nó chưa có tới, thấy đỡ đỡ rồi thì lại dừng, và cứ nhiều lần như vậy thì cái vi khuẩn của đường ruột ắt là kháng thuốc. Hoặc là có người thì lại dùng đi dùng lại kháng sinh, thậm chí là kết hợp rất là nhiều loại kháng sinh. Cái sai lầm thứ hai là quá chú trọng điều trị cái triệu chứng bệnh mà không nghĩ đến cái chuyện là bổ sung những cái gọi là vi khuẩn có lợi và chăm sóc tăng cường cái sức khỏe của đường tiêu hóa và hồi phục những các cái niêm mạc của ruột bị tổn thương. Cái sai lầm thứ ba tức là có cái điều lầm lẫn gì đấy giữa cái hội chứng ruột kích thích và cái viêm đại tràng mãn. Bởi lẽ là hai cái bệnh lý này nó có cái triệu chứng chung nhau. Ví dụ như là đau bụng này, rối loạn đại tiện này, dùng những các cái thứ thuốc kháng viêm rồi thì giảm đau rồi thì cầm tiêu chảy vân vân, thì cái đấy nó chỉ đúng với cái viêm đại tràng mãn thôi, còn hội chứng ruột kích thích nó lại chưa đúng. Cái sai lầm thứ tư là vấn đề ăn uống chưa đúng cách. Để giúp cho những cái người bệnh họ có thể chẩn đoán và điều trị kịp thời thì theo bác sĩ thì có những cái dấu hiệu nào giúp cho họ nhận biết được ạ? Trước hết đấy là rối loạn tiêu hóa. Bụng thì trướng này rồi thì đầy hơi, để ợ hơi, để khó tiêu. Rối loạn cái vấn đề là đi đại tiện, khi thì táo, khi thì lỏng, phân sống rồi phân thì nát, biểu hiện của cái hội chứng ruột kích thích. Vừa đi ngoài xong người ta vẫn cảm giác không hết và cứ mót dặn. Thậm chí là sau ăn đã có cảm giác là muốn đi ngoài. Cái triệu chứng thứ ba là chúng ta thấy là đau bụng. Đối với những trường hợp mà viêm đại tràng mãn ấy, thì nó đau bụng theo cái dọc cái khung đại tràng, đặc biệt là cái góc đại tràng chẳng trái này, và nó đau ở hai cái hố chậu này. Thì có thể là đau âm ỉ, cũng có thể đau thành từng cơn, nhưng mà nó có cái đặc biệt, tức là khi đau như thế thì chúng ta trung tiện hoặc là chúng ta đi đại tiện thì nó lại giảm đau đi. Còn đối với trường hợp mà ruột kích thích ấy, thì nó cũng đau theo khung của đại tràng. Khi đó chúng ta sờ vào cái khung đại tràng thì cũng có thể là có những các cái khối u cục. Cái triệu chứng thứ tư, phân ấy có thể có chất nhầy hoặc là có máu, thế thì đấy là biểu hiện của cái viêm đại tràng mãn. Vậy thì theo cô thì hiện nay có những cái giải pháp nào giúp điều trị dứt điểm hai căn bệnh này chưa ạ? Điều chỉnh các cái chế độ ăn cho nó phù hợp hơn. Ăn sạch uống sạch này, hoặc là ăn chín uống sôi này, đảm bảo đúng giờ và đủ bữa. Tăng cường các cái rau hoa quả, củ quả xanh nên là sử dụng dưới hình thức luộc rồi thì hấp, hạn chế những các cái thực phẩm mà nhiều mỡ rồi thì chiên rán, cái đó nó khó tiêu. Cái thứ hai là không thỏa hiệp với thức ăn nhanh, cũng không nên là sử dụng nhiều những các cái thực phẩm sống này, rồi thì tái này, rồi thì chua như nộ, hoặc là những các cái thực phẩm mà để lâu, hạn chế bia rượu, các cái thứ nó kích thích. Cái giải pháp thứ hai ấy, chúng ta không có lạm dụng thuốc kháng sinh. Cái giải pháp thứ ba mà vô cùng quan trọng ấy là chúng ta nên tác động trực tiếp vào cái nguyên nhân gây bệnh. Cái xu hướng chung ấy là người ta sử dụng những các cái gọi là những các cái lợi khuẩn kết hợp với một số những các cái thảo dược rất là lành tính và nó rất là hiệu quả. Trước hết là tôi nói về cái vai trò của cái lợi khuẩn ở trong cái đường tiêu hóa của mỗi người. Thì 85% là vi khuẩn có lợi, chỉ có 15% là vi khuẩn có hại, và chúng tồn tại với nhau giúp cho cái việc tiêu hóa. Nếu mà mất cân bằng cái đó chắc chắn là sẽ sinh ra bệnh. Thế cái vai trò của cái vi khuẩn có lợi là sao? Vi khuẩn có lợi nó cư trú trên cái
cái bề mặt của cái nhung mao của ruột ấy, rồi nó tiết ra một cái lớp chất nhầy, nó bao phủ lên cái mặt của cái nhung mao đó. Qua đó thì nó sẽ làm hạn chế những các cái tác động làm tổn thương đến cái niêm mạc của đại tràng, cũng như là nó giúp cho cái việc là nhanh hồi phục các cái vết thương đó. Cái vi khuẩn có lợi như là một cái nhà máy khổng lồ sản sinh ra rất nhiều các cái men tiêu hóa, người ta gọi là enzyme đấy, và các nhà khoa học này nghiên cứu cho rằng là có tới 3.000 loại cái enzyme để giúp cho cái quá trình tiêu hóa thức ăn từ ruột non rồi xuống đại tràng để hấp thu tốt và tạo ra cho chúng ta cái khuôn phân để chúng ta đi ngoài. Cái vai trò thứ ba của lợi khuẩn đấy là gì? Nó ức chế cái sự phát triển của cái hại khuẩn để nó giữ một cái thế cân bằng. Và vì vậy cho nên là chúng ta ăn uống tiêu hóa rất tốt và phân của chúng ta sẽ bình thường và sẽ không bị đau bụng với lại rối loạn tiêu hóa. Có hai cái loại lợi khuẩn chủ yếu ở trong đường ruột của chúng ta, đấy là Bifidobacterium và Lactobacillus. Cái thành phần thứ hai đấy là 5-HTP. Nghĩa là gì? 5-hydroxytryptophan, và biến cái tryptophan thành serotonin là cái chất dẫn truyền thần kinh, xoa dịu các cái yếu tố stress, làm an thần, làm dịu những các cái căng thẳng, tránh cái co thắt của đường ruột. Cái thứ hai là nó có cái hiệu quả, tức là giảm cái cảm giác đau, cho nên là chúng ta nó cũng đỡ đau bụng đi. Cái thứ ba là nó điều hòa cái nhu động của ruột. Ví dụ như là thảo dược tăng cường các cái chất xơ để giúp cho cái việc là tiêu hóa tốt. Ví dụ như là hạt thì là này, rồi thì inulin. Khi nhắc đến cái chất xơ inulin thì chúng tôi phải nói rằng là đây là một cái chất xơ hòa tan cho vi khuẩn có lợi để nó ăn thì rất là tốt. Giảm cái co thắt đại tràng. Ví dụ như là bạc hà này, rồi lá bài hương này, rồi bạch chuột. Cái bạch chuột đấy nó có cái vai trò điều tiết hai chiều. Người mà đi đại tiện mà lỏng ấy thì nó để giảm cái việc nhu động, hạn chế cái việc đi ngoài nó nhiều lần và phân nó sẽ đỡ lỏng hơn. Thế còn đối với những người mà đại tiện táo ấy, thì nó lại tăng cái nhu động để tống cái phân đáo, cái phân ấy đi ra ngoài và lại không có bị đau nữa. Và chính cái vai trò của điều tiết hai chiều này nó làm cho cái bạch chuột có cái vị trí vô cùng quan trọng đối với cả hai bệnh lý này. Ngoài ra thì người ta còn sử dụng những các cái thảo dược mang tính chất như là kháng viêm, kháng sinh thực vật á, hoàng liên này, cái thành phần của nó đấy là berberine. Rồi thì những các cái vị thuốc ví dụ làm ôn ấm, rồi thì kiện tỳ để giúp cho tiêu hóa nó tốt, ví dụ gừng chẳng hạn. Ngoài ra thì còn có những các cái vị thuốc làm mát gan này, rồi nhuận gan mà giúp cho cái tiêu hóa của mình nó tốt. Ví dụ như là lô hội này, rồi thì lực arginin. Và những các cái thảo dược mà mang rất nhiều cái tinh dầu để giúp cho cái khí huyết lưu thông, sẽ hồi phục cái niêm mạc của đường tiêu hóa và đại tràng. Ví dụ như là bạc hà, rồi thì hạt thì là. Rồi cũng có những các cái vị thuốc mà bổ sung trực tiếp cái men tiêu hóa đạm, ví dụ như là papain chẳng hạn, vị như là đu đủ chẳng hạn. Ngoài ra thì cũng có thể dùng những các cái thành phần thảo dược để mà bảo vệ màng cũng như là giảm đau, ví dụ như là cây du trơn. Rất cảm ơn những tư vấn rất là hữu ích của bác sĩ. Và thưa quý vị và các bạn, tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi theo dõi một tiểu phẩm ngay sau đây. Một thằng thì đang đau, một đứa thì ngồi bên cạnh cười. Mẹ tôi, thế thì ông đau có liên quan gì đến tôi? Mày làm sao mà đau? Ui giời. Đi mấy lần rồi, không chịu được. Ngày hôm qua đi đám cưới con nhà ông Hùng, đúng không? Uống có vài cái lon bia thôi, rồi ăn có một tí thôi. Thế mà tự nhiên ngày hôm nay tại sao mà đi đến 5-6-7 lần mà tức bụng đầy hơi, khó chịu vô cùng, lúc nhão, lúc táo. Xong rồi là thậm chí còn ra máu nữa. Chữa trị cái bệnh viêm đại tràng của ông Hùng ấy, ông vẫn dùng đấy. Thế ông à? Dùng cho nên ông mới giới thiệu với tôi. Được bào chế hoàn toàn bằng thảo dược của thiên nhiên, bao gồm các thành phần như là bạc hà này, gừng này, lá bài hương này, lô hội này, bạch chuột này, rồi có cả cái cây du đỏ, hoàng liên, đu đủ. Mà quan trọng nhá là nó không có tác dụng phụ
và đặc biệt nhá, nó lại ngăn ngừa tái phát rất hiệu quả nhá. À, thế đấy, à? Cho nên là mình cứ yên tâm. Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời rồi. Đi ngay, lấy ngay cái sản phẩm ấy cho tôi đau bụng lắm. Được rồi, mình chờ nhá, thì lấy ngay luôn. Thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay chúng tôi còn mời đến trường quay một nhân vật đã từng xuất hiện trong phóng sự của đầu chương trình. Đó là cô Tô Thị Quế đến từ Cầu Giấy, Hà Nội. Hòa Phương được biết từ đầu phóng sự thì cô đã từng mắc phải hai căn bệnh mà Hòa Phương vừa chia sẻ. Vậy thì tình trạng của mình lúc đó như thế nào và hiện nay sức khỏe của cô đã có những cải thiện như thế nào ạ? Tôi bị hội chứng ruột kích thích cũng phải đến 10 năm có lẽ rồi đấy. Các cái triệu chứng rất là khó chịu là đau bụng này, đau quặn thắt này, rồi đau từng cơn này. Nhiều khi đau nó nổi lên cái cục ở chỗ này này, rồi thì là sôi bụng này, đầy bụng này. Đi ngoài thì lúc phân thì nát, lúc thì lỏng, lúc thì nó như hoa cà, hoa cải ấy. Và đi một ngày như thế phải 5-6 lần cơ, rất là khổ sở. Ăn uống tôi rất phải kiêng khem, tôi không dám ăn những cái đồ gym, đồ rán đâu. Rồi là những cái thức ăn sống là không bao giờ dám ăn. Cho nên tôi ăn phải kiêng khem lắm, cứ phải là luộc này, phải nấu chín kỹ. Bác sĩ viện quân y 108 khám và bảo tôi là bị hội chứng ruột kích thích và kê thuốc tây cho tôi uống. Được tầm được khoảng một tháng á, thì tôi có đỡ, nhưng mà hết thuốc thì nó đâu lại vào đấy thôi. Hiện nay thì sức khỏe của tôi tốt rồi. Tôi bây giờ tôi muốn ăn cái gì thì ăn, tôi muốn uống cái gì là uống, bụng nó vẫn êm ru thôi. Không biết là cô đã tìm đến những cái giải pháp và có bí quyết gì riêng cho mình không ạ? Con tôi ấy, nó thấy tôi là khổ sở với cái bệnh viêm đại tràng mãn tính này quá, cho nên nó mới tìm ở trên Google ấy. Thì nó thấy là các cái giải pháp kết hợp 6 tỷ cái lợi khuẩn và các thảo dược như là hạt thì là này, rồi là bài hương này, bạch chuột này. Con tôi nó mua về cho tôi uống. Cái triệu chứng đau bụng, đầy bụng, chướng bụng đã giảm hẳn. Phân thì không còn là lỏng nát như trước nữa. Bụng thì cũng êm hơn rất là nhiều. Tình trạng đau bụng đã hết hẳn. Đi vệ sinh chỉ có một ngày một lần vào buổi sáng thôi. Tôi ăn uống cũng không cần phải kiêng khem. Tôi phải lên được 3 cân ấy. Và da rẻ thì hồng hào lên, sức khỏe của tôi được cải thiện. Với những gì mà bác sĩ Khánh Vân lúc đầu có chia sẻ, đó là những cái thảo dược như là những cái lợi khuẩn cùng với 5-HTP đã mang lại cho những người bị hội chứng ruột kích thích cũng như là viêm đại tràng mãn tính được hỗ trợ điều trị rất là nhiều. Và những chia sẻ của cô thì cho thấy là cái giải pháp đó cũng đã giúp cho cô ấy khắc phục được những cái vấn đề sức khỏe của mình. Vậy thì bác sĩ có thể chia sẻ với quý vị khán giả cái giải pháp đó là gì không ạ? Với những các cái thành phần mà tôi vừa mới nói, ví dụ như là lợi khuẩn này, 5-HTP và rất là nhiều các cái thảo dược sản xuất dưới một cái công nghệ rất là hiện đại, đấy là siêu nano. Vì vậy cho nên cái khả năng hấp thu nó sẽ cao hơn rất nhiều và dẫn đến cái hiệu quả hỗ trợ điều trị cao để cải thiện nhanh các cái triệu chứng, ví dụ như là đầy bụng này, rồi đau bụng này, rồi thì đầy hơi này, rối loạn các cái tình trạng đại tiện, sẽ tăng cường cái sức khỏe của đường tiêu hóa cũng như là giảm nhanh hay là hồi phục những các cái tổn thương của niêm mạc của đại tràng. Được giáo sư Trần Đáng, chủ tịch Hiệp hội Thực phẩm Việt Nam ấy, đã đánh giá rất là cao, hỗ trợ rất tốt đối với bệnh lý viêm đại tràng và hội chứng ruột kích thích. Hạnh phúc của bác Dư thực sự đến khi căn bệnh viêm đại tràng mãn tính được đẩy lùi như một kỳ tích. Tôi uống cái thế là thấy đỡ ngay, đỡ là coi như không đi ngoài nóng nữa mà phân rắn ngay. Đau bụng đầy hơi thì giờ không còn. Thế bây giờ thì kể cả ăn nem cũng được, hai nhà hải sản mực yếc ăn bình thường. Chứ trước không giảm. 9-10 giờ là bắt đầu đi ngủ, ngủ một mạch đến sáng. Không có biểu hiện gì cái tác dụng phụ cả. Nhờ sử dụng sản phẩm Body Bio của Mỹ, bệnh đại tràng của tôi nó cải thiện rõ rệt. Các cái triệu chứng như là đau bụng này, đầy hơi này, chướng hơi đã giảm hẳn. Sau khi tôi sử dụng hết cái liệu trình thì đau bụng là hết hẳn, phân thì đã thành khuôn. Đi vệ sinh đúng một lần vào buổi sáng thôi. Tôi ăn uống không phải kiêng khem như trước đây. Ăn ngủ đều là tốt. Huyết áp thì thường đo nó chỉ có là 120/80 thôi. Dạ dày thì êm ru. Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Nhờ phương pháp từ thảo dược đó mà cô Quế và bác Dư đã có được niềm vui và sức khỏe như hiện tại. Hy vọng rằng đây cũng là động lực để những bệnh nhân đại tràng có thể chiến thắng được căn bệnh nguy hiểm, phiền toái mà mình đang mang trong người.
Rất là cảm ơn những tư vấn của bác sĩ cũng như là những chia sẻ rất là hữu ích của cô trong chương trình ngày hôm nay. Rất nhiều quý vị khán giả, đặc biệt là những ai đang mắc phải hai bệnh lý này, sẽ tránh được những cái sai lầm không đáng có trong cách điều trị và chúng ta cũng biết được cách chăm sóc sức khỏe của mình tốt nhất. Thưa quý vị và các bạn, đến đây thì thời lượng của chương trình Cơ thể bạn nói gì cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.